Mến chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với cửa hàng nông ngư cơ Nguyễn Văn Châu, địa chỉ 277 Hùng Vương, thị trấn A Dao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng máy Yanma 3T84 Turbo. Thì con này mới khoảng 90% nha anh em, chất lượng nha. Thì em sẽ đi một vòng cho anh em xem rồi em quay chi tiết cho anh em xem. Rồi em test nổ rồi luôn. Máy là khen xà beng nha anh em, đây của đời nè, thấy không, lấp lánh bảy màu, có bơm luôn đó, quay cận cảnh cho anh em xem luôn rồi coi cho từng con ốc cho anh em coi nè. Đây thì em quay cái thông số nha. Con này thì nó xài bét kim Yanma 3T84 35PS, tua 3000, mã số của nó là 80327. Đây cái mã số máy, bét đầu rồi nè, cái bô đồ còn đen thui luôn không. Đây con này xài heo đùm, có một cái tản nhiệt nhớt nha anh em. Đây có tản nhiệt nhớt luôn, lọc dầu luôn, pin. Đây bảy màu luôn ha, cái miếng che Jaguar nè, bảy màu ốc nè ha. Cái dây cộng đường mét của nó là còn nguyên khi nha. Đây đây là cái turbo nè, con này anh em mua về chạy vô lãi đồ là đúng bài luôn đó. Về gác xe cuốc đồ 3D84 đồ là nó luôn nha anh em, xài chung hết nha. Turbo IHI turbo. Máy này thì anh em khỏi chơi vào đâu được. 3T84. Cái này thông số ở bên nước ngoài nó ghi luôn ha. Số rồi đó. À. Cái bu ly bánh chớn mà nó có ghi chữ vàng ở đây luôn biết rồi. Rồi một xíu nữa em sẽ nổ test máy cho anh em xem luôn. Để em câu bình đời từ dây dầu cổ đồ vô là em sẽ nổ test máy cho anh em xem. Mấy anh em đợi trong giây lát nha. Thử test máy nổ cho anh em mình xem luôn ha. Con này xài bình 50 nha anh em. Hiện em đang đề là bình 40A, 45A. Anh em về mua xài bình 50, 60 gì đó cho nó đề cho được lâu. Rồi đề đi. Đề đi. Máy nổ im ru anh em. Lên ga lớn một chút em. Lên ga lớn luôn đừng có nẹt. Lên hết ga luôn. Rồi
là bao hơi bao khói nha anh em. Cái dòng turbo này là mình lên ga nó nạp dữ lắm nha, nó hút bên kia qua là nó lên dữ lắm. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh cho em ha. Lại tắt máy luôn đi. Nó có cần tắt máy bên trong heo đó. Rồi anh em nào mua con này thì có thể liên hệ số điện thoại 0913948706 nha. Hoặc số điện thoại 0913719579. Kết bạn Zalo với em ha. Thì con này có giá cả thì em có để dưới phần mô tả nha. Thì con này anh em mua bảo hành cho anh em 1 năm nè. Máy 80-90% nha anh em. Con này đẹp xuất sắc luôn. Anh em dòm cái máy là biết máy ít chạy hay chạy nhiều chứ ít rồi. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em luôn.